城墙来自堆起，细沙时间成就传说，城在牵挂，星光里老树荫之下，用信心一块一块累积个家，墙薄会开花，流泥会搬家，谁踏上天梯在呼喊浮华，理想有代价，美景会淡化，将一幅孤芳世上的画，相信吗？紧抱他，生生世世的相爱，谁惊讶？多少人有难招架，一生一生越幽雅，皱纹白发一半。美丽吗？Ai, nghe người bạn nói là lần này Hạ Thế Chương khó mà qua khỏi rồi. Xem ra anh ta khó là một cứu chữa được rồi. Bây giờ không có ai có thể hiểu được tâm trạng của anh nữa đâu. Em hiểu mà, anh và Hạ Thế Chương đấu đá với nhau bao nhiêu năm rồi, cứ hễ mở miệng ra là muốn đánh bại Hạ Chính Đường à. Nhưng cả hai người vừa là bạn lại vừa là địch. Bây giờ anh ta có chuyện cũng giống như là một người bạn quen biết mấy chục năm nay có chuyện vậy. Đương nhiên anh cảm thấy khó chịu, bất an đúng không? Có phải đoán đúng rồi không? Em càng lúc càng hiểu anh rồi đó anh Dân à. Anh cũng biết anh không tốt, chuyên môn thích làm bạn với những người tài giỏi, còn những người kém cỏi không bao giờ ngó ngàng tới. Nói mấy câu cũng thấy phiền rồi. Nếu như lần này Hạ Thế Chương có gì bất trắc, gặp chuyện không may, anh chỉ cần thổi nhẹ một cái á, cũng có thể làm sập Hạ Chính Đường. Lúc đó còn ý nghĩa gì nữa đâu. Hạ Chính Đường dễ bị sập như vậy sao? Hạ Thế Chương không phải vẫn còn người em là Hạ Thế Lượng đó sao? Anh nói cho em biết, Hạ Thế Lượng hoàn toàn không phải là người biết làm ăn thì đấu đá cái gì chứ. Còn lão nhị trưởng quầy của Hạ Chính Đường thì lại là một lão gian trá. Bây giờ chỉ hy vọng mong trong chủ Hạ bình an vô sự. Đúng rồi Biểu Thiên, tôi và Hạ Thế Chương đã từng là bạn bè. Anh làm gì mà mặt mày nhăn nhó giống như là quen anh ta lâu lắm rồi vậy? Từ trong chủ Hạ là ân nhân của tôi. Trước đây anh em trong thôn tôi cùng trồng thuốc, tính đem lên tỉnh thành để bán. Hiệu thuốc đầu tiên chúng tôi tới là Hạ Chính Đường. Ai ngờ lại bị hai cha con Hạ Khung Nghiêu ép giá. Hạ Khung Nghiêu sẽ là nhẫn tâm như vậy chứ? Cuối cùng chính ông chủ Hạ đã giúp anh em tôi. Ông kêu tôi ký một chữ nợ thôi, rồi cho tôi mượn một số tiền giúp tôi vượt qua khó khăn. Lúc đó thứ tôi nợ ông chủ Hạ ngoài số tiền đó ra còn có cả ân tình. Vậy mà anh đúng là không nhìn lầm người đó. Miêu thì không những có tài hơn người, lại có tình có nghĩa nữa. Nếu là người khác biết chủ nợ mình sắp chết rồi thì trong lòng mừng thầm, mong cho chủ nợ đó mau sớm được quan tài cho rồi. Vậy là hết nợ hết nần, đúng không? Ông Hạ đang ở phòng bên kia. Cha, ông xã. Sao rồi? Bên kia bác sĩ nói thế nào? Em ở bệnh viện mua chuộc luôn mấy bà lao công rồi. Bọn họ nói, có nghe bác sĩ nói lại là anh Thế Chương có lẽ không tỉnh được nữa rồi, có thể chỉ cầm cự được vài ngày mà thôi. Hạ Chính Đường vốn dĩ là của cha, cha con chú bà độc chiếm đã mấy chục năm nay, còn muốn đuổi cha con chúng ta đi Phật Sơn nữa chứ. Ngay cả ông trời cũng còn có mắt, bây giờ đứng về phía mình rồi. Cha, bây giờ chúng ta đừng có vội. Trước khi Hạ Thế Chương chết thật, chúng ta nhất định không được có sơ suất gì. Cha đã chờ được mấy chục năm rồi, chẳng lẽ mấy ngày lại chờ không được? Con cứ yên tâm đi. Cha, tạo phản rồi. Anh Thế Chương với tôi không phải là thân thích gì, nhưng trong lòng tôi cũng cảm thấy rất buồn. Muốn ăn cái bánh bao cũng nuốt không có trôi. Ông là bác hai của ảnh, còn anh là anh em họ của ảnh, vậy mà lại mong cho ảnh chết sớm. Các người có còn là con người không vậy? Ông chủ Lê, ông đã hiểu lầm rồi. Tôi và anh hai đều là họ Hạ, là người một nhà, sao có thể không lo cho an nguy của ảnh được chứ? Không biết thì đừng có nói bậy, làm tan vỡ tình cảm gia đình của người ta đó. Thường có câu anh em như thể tay chân, nếu anh hai mà có chuyện gì, tôi với cha của tôi
cũng biết đâu là muốn khóc vậy. Đúng rồi, hai người nhất định phải khóc chứ. Như là cười đến khóc đó. Đúng là cái đồ cặn bã, thứ vô liêm sỉ ha. Cậu. Cha, mấy ngày này ráng nhìn đi. Chị hai à, chị đã ba ngày không về nhà rồi. Chị về nhà nghỉ ngơi một chút đi. Anh hai để em chăm sóc cho. Có chuyện gì em lập tức cho người về nhà nói với chị mà. Chị hai à, mẹ đã dặn em là chị nhất định phải về nhà ăn chén cơm, ngủ nghỉ vậy mới được đó. Em về nói với mẹ, chị muốn sau khi Thế Chương tỉnh lại, người đầu tiên ảnh nhìn thấy là chị. Mọi người đừng ép chị về nhà nữa. Chị sợ sau khi về nhà thì sẽ không còn cơ hội nhìn thấy Thế Chương nữa. À, chú ba, mấy ngày này chị nhờ em chăm sóc tụi nhỏ giùm. Anh em Tư Hành cứ hỏi em cha bây giờ ra sao rồi. Cậu nói là muốn đến thăm cha nữa, nhưng chị lại không có ở nhà. Em thật sự không biết phải nói sao với tụi nó nữa. À, Thế Chương đã cử động. Thế Chương đã tỉnh lại rồi. À, anh hai. Thế Chương, mau gọi bác sĩ đến đi. Nhanh lên. Thế Chương. Bác sĩ, y tá, anh hai tôi tỉnh rồi. Tôi muốn gặp bác sĩ. Được, anh đi theo tôi. Chị hai à, bác sĩ tới rồi. Xin lỗi nha, chúng tôi phải kiểm tra cho bệnh nhân. Bác sĩ, chồng tôi sao rồi? Anh tỉnh rồi phải không? Bệnh tình của ông Hạ đã không còn hy vọng gì nữa. Sao lại vậy được? Rõ ràng hồi nãy anh hai của tôi mắt động đậy rồi mà. Có lẽ là hiện tượng hồi dương nhất thời thôi. Bác sĩ, Thế Chương không thể nào đi sớm như vậy được đâu. Ông hãy nghĩ cách đi bác sĩ, có được không? Tôi xin ông đó. Bà Hạ, có người thân bạn bè nào muốn gặp mặt ông Hạ thì hãy gọi đến đây gặp ông ấy lần cuối đi. Không đâu, bác sĩ. Rõ ràng hồi nãy anh mở mắt mà. Anh muốn tỉnh lại đó, anh có thể tỉnh lại mà. Ông mau nghĩ cách đi bác sĩ. Bà Hà, bình tĩnh lại đi mà. Bác sĩ, ông nghĩ cách đi, tôi xin ông đó bác sĩ. Chị hai. Bác sĩ, thành thật xin lỗi. Bác sĩ, tôi xin lỗi. Chị hai à, chị chăm sóc cho anh hai nha. Bây giờ em về đón mẹ và mấy đứa nhỏ tới đây nha. Thế Chương. Thế Chương. Em ở đây. Em ở đây nè. Xin lỗi em. Thế Chương. Thế Chương. Thế Chương, anh tỉnh lại đi. Thế Chương, anh tỉnh lại đi. Thế Chương. Chỉ cần anh không sao. Dù ông trời có bắt con cả đời này không được gặp lại ảnh nữa, dù ông có bắt con sống cô đơn một mình,
con cũng cam tâm tình nguyện. Thế Chương, mẹ đến rồi. Thế Chương, bà đưa bảo bối con đều ở đây hết. Tụi con gọi cha đi. Cha ơi. Anh Thái à, Thế Lượng cũng đang ở đây nè. Thế Chương, em biết từ trước tới giờ điều anh quan tâm nhất chính là Hiệu Thuốc và ba đứa con. Hiệu Thuốc sau này sẽ có Thế Lượng tiếp quản. Chú ba sẽ cố gắng. Anh Hai à, em sẽ làm được mà. Em hứa với anh, em sẽ chăm sóc tốt cho cả nhà. Em sẽ coi mẹ như là mẹ ruột của em vậy. Còn ba đứa con chính là sinh mạng của em. Cho dù có khó khăn tới đâu, em cũng sẽ nghĩ cho tụi nó trước tiên. Em nhất định sẽ dạy dỗ tụi nó thật tốt. Anh yên tâm đi. Thầy Chương, Thế Chương. Anh Hai. Thế Chương. Cha đặt tên cho con là Tân Nguyệt là hy vọng con có thể hiểu được rằng đời người có buồn vui ly hợp, trăng có lúc quyết lúc tròn, mọi chuyện khó vẹn toàn. Tuy đời người không thể suốt đời bằng phẳng được, nhưng quan trọng là phải có một người bạn đời, cho dù là trăng tròn hay trăng quyết cũng có thể cùng con chung bước đến răng long đầu bạc. Một mình tư hành thôi cũng đã đủ quậy lắm rồi. Bây giờ thêm thằng nhóc này nữa, mai mốt nhà chúng ta sẽ ồn ào như thiên cung cho coi. Sao biết lần này nhất định là con trai chứ? Cậu Vinh đưa anh đến bến tàu là được rồi, mọi người vào nhà đi. Này Vinh, anh ở bên ngoài phải cẩn thận mọi chuyện đó. Yên tâm đi, đâu phải lần đầu anh ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn đâu. Lần này anh đi đến tận San Francisco, hơn nữa phải đi đến 3 tháng lần đó. Ở San Francisco anh có nhiều bạn lắm, nếu như mà có chuyện gì cần á thì anh có thể nhờ họ giúp mà em. Tạm biệt. Mẹ ơi, con không muốn cha đi. Con không muốn cha đi hả? Con khờ quá, 3 tháng này sẽ qua rất nhanh mà. Con biết rồi. Anh Chương à, anh có uống? Tam cúi đầu, gia quyến tạ lễ. Mời khách giếng lên thắp hương. Bà chủ à, xin bớt đau lòng. Cảm ơn mọi người. Thưa bà, không có ai muốn thấy kẻ đầu bạc khóc kẻ đầu xanh đâu.
Thêm cũng phải chú ý sức khỏe của mình mới được đó. Làm giống như mẹ nè, bỏ từng tờ vào thôi. Đừng có bỏ một lần quá nhiều nghe chưa. Nhìn trong cái thau đừng để nó tắt lửa nghe con, biết không? Dạ biết. Dạ biết. Khách viên xin dừng bước. Nhất cúi đầu, nhị cúi đầu, tam cúi đầu, và quyên tạ lễ. Mời khách viên thắp hương. Anh thấy chưa? Anh đi quá sớm. Sau này tôi mất đi một người bạn tốt, một đối thủ rồi. Ông chủ Lê, cảm ơn đã tới. Bây giờ thì anh Thế Chương đã nhìn thấu hết rồi. Người nào thật lòng, người nào giả nhân giả nghĩa. Bây giờ ảnh là người nhìn rõ nhất. Các người cũng đừng quá đau buồn. Ông và Thế Hào hai cha con vẫn còn phải lo liệu cho Hạ Chính Đường giùm anh Thế Chương nữa mà. Còn anh Thế Chương sẽ phù hộ cho hai người đó. Vì nguyện của cháu trai, chúng tôi nhất định sẽ làm theo. Không cần ông chủ Lê quan tâm tới đâu. Tiếp công chủ đáo, xin cứ tự nhiên. Người tốt đi quá sớm. Còn hai kẻ tiểu nhân thì sống phay phay, chỉ tội cho cả nhà cô nhi quả phụ. Đúng thật là vô cùng thê thảm đó. Chú ơi. Là con hả? Chú ơi, chú coi răng con nè, nó mọc dài ra rồi đó. Đúng ha. Vậy là sau này con cười không cần phải che miệng nữa rồi. Tôi nghĩ đây nhất định là người chú tốt bụng mà Tư Hành thường hay nhắc đến phải không? Lần trước anh cổng nó về nhà, tôi còn chưa kịp cảm ơn anh nữa. Anh và Thế Chương là bạn làm ăn hả? Tôi là Miêu Thiên. Tôi cũng mới quen với ông chủ Hạ thôi. Nhưng mà anh đã từng giúp đỡ tôi. Anh là ân nhân của tôi. Cô Hạ, tôi cũng không biết nói gì hơn. Nhưng tôi biết là ông chủ Hạ luôn mong cho cô và anh em Tư Hành sau này sẽ tiếp tục sống tốt. Tôi hiểu rồi. Chắc chắn mà. Cô Hai à, bà chủ đã ngủ rồi. Thím Hồng à, thím đưa ba đứa nhỏ lên phòng ngủ đi. Tụi nó ngủ gật hết rồi kìa. Để tôi phụ cô nha. Tư Hành, Tư Dư đứng dậy về phòng ngủ đi con. Tư Chí à, đi theo thím Hồng đi con. Đi đi con. Nè, đi con. Đứng lên, từ từ thôi. Chị Hạ, tôi xin lỗi. Cô đứng ở ngoài cả đêm rồi sao? Tôi biết là chị vô cùng hận tôi. Tôi biết là tôi không nên xuất hiện trước mặt chị nữa. Tôi biết là tôi không có tư cách. Nhưng mà chị Hạ, tôi xin chị, tôi chỉ muốn gặp anh Trường lần cuối thôi. Tôi xin chị cho tôi đốt nén nhang, chỉ một nén nhang thôi. Đốt xong là tôi đi liền mà. Tôi xin chị. Thank you.
chị. Dạ. Hiệu thuốc tế dân các người có biết làm ăn không vậy? Chúng tôi ngồi đây đã hơn một tiếng rồi, sao không có ai ra tiếp chúng tôi hết trơn vậy? À, thật xin lỗi, vì chuẩn quyền của chúng tôi sắp về rồi. Một cái hiệu thuốc lớn như vậy nè, kiếm người ra nói chuyện cũng không có. Ông chủ mấy người có biết làm ăn không vậy? Ý trời ơi, bọn họ nói anh kìa. Nè 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 nè, có chuyện gì mà ồn ào quá vậy? À, ông chủ, họ có một số sừng tê giác muốn bán cho chúng ta, nhưng mà đã chuẩn quầy bệnh rồi, vì chuẩn quầy lại đang ở kho chưa về. Không chờ, không chờ nữa. Hàng của chúng tôi là hàng chất lượng, đâu sợ không có người mua. Tế dân các người không biết nhìn hàng thì thôi, chúng tôi đi bán cho hạ chính đường. Nè nè nè, không nghe người ta gọi tôi là ông chủ hay sao chứ? Có hàng chất lượng gì mà tỏ vẻ ghê gớm vậy? Là tốt hay xấu tôi nhìn là biết liền rồi. Thì ra ông là ông chủ đó hả? Làm ông chủ tất nhiên biết nhìn hàng rồi. Hàng lần này của chúng tôi là sừng tê giác chất lượng, ông xem đi, mở hàng ra đi. Mời xem thử. Đúng là hàng tốt đó. Nè, anh biết xem không vậy? Xem sừng tê giác, chủ yếu là xem sừng có đủ láng hay không, màu sắc có đủ trong hay không, như vậy mới là sừng tê giác loại một. Hả? Đúng là ông chủ có khác mà, quả nhiên có mắt nhìn. Số hàng này đều là sừng tê giác sao qua loại một đó. Hàng tốt lắm. Ông chủ, cô Diễm. Ý, Miêu Thiên, anh về đúng lúc lắm. Hai người này đó là có lô sừng tê giác loại một muốn bán cho chúng ta đó. Nè, mau xem thử đi. Được, để tôi xem. Thế nào? Đây đúng là sừng tê giác chất lượng, có tiền cũng khó mua được. Đương nhiên rồi, cho nên muốn mua thì phải nhanh tay lên. Không biết giá cả thế nào? Thấy anh biết nhìn hàng như vậy, giá hữu nghị đi, 15 đồng một lạng, chắc giá luôn. 15 đồng một lạng, giá như vậy hơi mắc rồi. Không biết anh có bao nhiêu hàng? Tổng cộng có 40 cân. Để tôi bàn lại với ông chủ đã. À được rồi, cứ bàn bàn đi. Hai anh ngồi uống trà đi nha. À được, 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 được. Ông chủ tôi nói là giá cả không quan trọng. Vậy chừng nào anh có thể giao hàng tới đây? Nếu như anh cần, anh có thể giao đến bất cứ lúc nào. Nhanh vậy sao? Số sừng tê giác quý giá như vậy, nếu bỏ vô kho hàng cũng phải sắp xếp lại. Hay là trễ một chút đi, để chúng tôi sắp xếp lại kho hàng rồi mấy anh hẳn giao hàng nha. Hey, không cần phiền phức vậy đâu. Đúng 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 đó. Ê, nè 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 nè, trời ơi, nghe tiếng thổi còi vậy chàng bỏ chạy là sao chứ? Bởi vì có tật giật mình thôi. Đứng lại, đứng đâu? Đứng chung một bài đi. Bỏ ra đi. Không liên quan đến tôi đâu. Bỏ ra đi. Có chuyện gì vậy? Làm gì vậy? Làm gì vậy? Dừng xe lại xem đi. Dạ. Bỏ ra. Nè, anh cảnh sát, hai tên này là lừa đảo. Bọn chúng mài sừng trâu giả làm sừng tê giác để lừa chúng tôi. Đúng đó, to gần lắm mới dám tới hiệu thuốc tế dân giở trò lừa đảo. Nè, anh cảnh sát, không liên quan đến tôi, chỉ là hiểu lầm thôi. Chỉ là hiểu lầm thôi mà. Bị bắt quả tang rồi còn muốn chối nữa sao? Tiền này cho mấy anh uống trà. Tôi muốn lúc bọn chúng ra ngoài thì không ai nhận ra được nữa. Ông chủ Lê, chúng tôi biết làm sao rồi. Các người dám giở trò lừa gạt ở đây hả? Giải thích gì đâu đi. Đúng vậy. Không ngờ cũng có chuyện này. Sừng trâu giả sừng tê giác, cha vừa nhìn là biết liền. Chỉ con ngốc mới không biết thôi. Hai tên lừa đảo đó chính là muốn gặp được kẻ ngốc. Đi thôi. Dạ thiếu gia. Miêu Tiên, anh đúng là tài giỏi quá. Vừa nhìn thôi đã biết số sừng tê giác đó là giả. Thực ra tôi cũng chưa từng thấy sừng tê giác quý giá. Nhưng hồi tôi còn nhỏ, khi tôi với cha tôi lên chợ thuốc, có một người đã chỉ tôi cách xem. Ông nói màu sắc có thể lừa được người, nhưng mà âm thanh thì không thể đánh lừa được. Hèn gì hồi nãy anh gõ vào cái sừng một cái. Anh đó còn nói là biết nhìn sừng nữa chứ. Hơi, làm ông chủ không nhìn làm người là quan trọng nhất rồi. Có nhân tài như Miêu Tiên ở lại giúp cho tế dân chúng ta thì nhất định sẽ được thôi mà. À đúng rồi, cái lão Dương Hành đó lúc nào cũng đòi nghỉ hưu. Cái chức đại trưởng quầy đó để lại cho anh làm vậy. Ông chủ à, không được đâu, tôi chưa đủ tư cách ngồi cái ghế đó. Sao lúc nào anh cũng từ chối hết vậy? Tôi nói cho anh biết nha, khi nào mới tới lúc đây chứ. Ông chủ à, tôi vào trong làm việc nha. Cái tên Miêu Thiên này. Đưa linh bài lên bàn thờ về với ông bà, lễ hoàn tất.
các vị con cháu có thể cởi bỏ áo tang, đốt xong thì đại cát đại lợi. Mọi người ra ăn bữa cơm đi. Anh đây đây, được cả sao? Mọi người ăn đi. Thế Lượng. Dạ. Chúng ta qua đó nói chuyện với bác hai đi. Dạ. Ông chú Năm. Anh hai. À, Quyên à, đây đây, ngồi đi. Anh hai à, mấy chuyện mai táng cúng tế thê chương đúng là phiền anh rồi. À, chúng ta là người một nhà, là chuyện nên làm mà. Thế chương không còn nữa, chỉ để lại căn nhà với hiệu thuốc thôi. Thế Lượng thì không đủ năng lực, nhưng Hạ Chính Đường thì lại cần có một người để chủ trì đại cục. Thế Lượng là em trai ruột của Thế Chương, Hạ Chính Đường do nó tiếp quản là đương nhiên thôi. Nhưng mà nó vẫn chưa đủ tư cách. Anh hai à, sau này phải nhờ anh chỉ bảo nó trông coi Hạ Chính Đường. Ừ. Thế Lượng, sau này có chuyện gì con phải hỏi bác hai một tiếng. Con biết rồi. Bác hai à, sau này mong bác có thể chỉ bảo nhiều hơn cho con. Thế Lượng à, đã đến lúc con có thể thể hiện năng lực cho mọi người thấy rồi. Hạ Chính Đường sau này nhờ vào con đó, hả? Dạ con biết rồi. Số hàng mua được của ông chủ hả? Đã đem cất vào kho rồi. Nè, em xem thử đi. À, đúng rồi Thế Lượng. Số lượng xạ hương, hoàng tinh, liêu sâm và sừng tê giác trong kho chúng ta còn không nhiều nữa. Nếu như con thấy được á, thì cho nhập hàng đi là vừa. Dạ con biết bác hai. À, cha, tới giờ đã chậm xe lửa rồi. Được rồi. Bác hai, hai người đi đâu vậy? Thì Phật Sơn đó. Đi Phật Sơn. Lúc Thế Chương còn sống, kêu bác với Thế Hào ra Phật Sơn quản lý phân hiệu mà. Đây cũng là di nguyện của Thế Chương. Chúng ta nhất định phải tới Phật Sơn để mà sắp xếp. Nhưng hai người đã đặt chứng quầy và nhị chứng quầy ở đây. Nếu hai người đi Phật Sơn thì chỗ này phải làm sao chứ? Yên tâm đi, bác không dẫn người khác đi đâu. Hơn nữa ở đây vẫn còn chú Tán Tường mà. Chú ấy đã làm nghiệm thu ở Hạ Chính Đường chúng ta mấy chục năm rồi, cũng có thể coi là có kinh nghiệm. Nếu như có chuyện gì thì con cứ bàn bạc với chú ấy đi. Ông chủ, ở ngoài có người nói tới bán thuốc, muốn gặp đại trưởng quầy. Thế Lượng à, con với chú Tường đi ra gặp khách đi hả? À, bác hai. Thế Lượng à, bây giờ con đã là ông chủ rồi, con phải thể hiện năng lực của con đi, để người ta biết Hạ Thế Lượng con giỏi giang cỡ nào. Thế Lượng, hãy tự tin vào chính mình, em làm được mà. Nè, đừng để khách đợi. Ông chủ, chúng ta đi gặp khách hàng thôi. Đi đi. Đây chính là ông chủ của chúng tôi. Hai ông chủ đây, không biết có giúp được gì không? Chúng tôi có một số thuốc muốn bán cho Hạ Chính Đường không? À, hoan nghênh hoan nghênh. Hai ông chủ, mời qua bên này. À, xin cho hỏi đây là loại thuốc gì vậy? Là sừng tê giác chất lượng. Các ông xem đi. À, chú Tư à, chú xem đi. À, dạ được. Tốt, tốt lắm, đúng là hàng tốt. Sừng tê giác quý đúng là khác với loại thường. Tốt lắm, tốt lắm. Tốt lắm, tốt lắm. Thế Lượng à, bây giờ bác đi nha, làm ăn thuận lợi ha. Dùng chút tiền bảo lãnh hai tên lừa đảo đó cũng đáng mà. Vào đi. Ông chủ,
Có chuyện gì? Ông chủ triệu khách quen của tiệm đến, nói là muốn gặp ông. Ngồi chưa nóng ghế lại phải gặp khách hàng rồi. Ra mời ông ấy vào đây đi. Dạ ông chủ. À khoan đã, anh ngồi luôn, chú Tán vào đây luôn nha. Dạ. Số sừng tê giác này là tôi mua ở hạ chính đường các ông cách đây mấy bữa. Ông xem đi rồi nói. Không biết có vấn đề gì không? Số sừng tê giác này là làm giả từ sừng trâu thôi. À, sao có thể chứ? Ông chủ Triệu, ý ông là hạ chính đường chúng tôi bán thuốc giả phải không? Hàng là của hạ chính đường các người. Đơn thì cũng do hạ chính đường các người viết, có đủ chứng cứ mà. Ông chủ Triệu à, hạ chính đường chúng tôi là hiệu thuốc trăm năm rồi, tuyệt đối không thể nào bán thuốc giả được đâu. Hơn nữa, hàng đã bán rồi thì không trả lại đúng. Rõ ràng là ông đã mua số sừng tê giác này ở chỗ chúng tôi, rồi bây giờ ông lại đem sừng trâu đến đổi, vậy là ý gì? Ông nói gì cũng được sao? Ông chủ Hà, tôi mua hàng của hạ chính đường các ông hơn 30 năm rồi đó. Trước giờ đều tưởng rằng các ông làm ăn chân chính, không lừa gạt, cho nên nhiều khi lần này chỉ là sai sót thôi, muốn tới đây để làm rõ ràng thôi. Ai ngờ các người lại lớn tiếng vậy, bán hàng giả còn muốn nói ngang nữa hả? Chúng tôi làm sao có thể lầm được chứ? Ông muốn nói sằng bậy hả? Ông chủ Triệu à, thôi được rồi, khỏi cần nói nữa. Ông chủ Triệu à, tôi không có ý đó đâu. Ông chủ Triệu, mặc kệ ông ta đi, bọn họ thấy anh là ông chủ nên mới bắt nạt anh mà thôi, mặc kệ họ đi. Hả? Đừng quan tâm nữa. Thế Lượng, chuyện làm ăn trong tiệm tới đâu rồi? Dạ cũng tạm ổn rồi. Hạ chính đường có rất nhiều khách quen, chắc chắn không khó làm ăn đâu. Tư Hành à, tới giờ các con đi học rồi đó, ăn nhanh lên đi con. Dạ. 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 Hay là đi chung đi? Cũng được. Ở trong tiệm có rất nhiều việc vẫn chưa rành, con muốn đi làm sớm. Được. Rồi đi nhanh đi con, đến giờ rồi. Ê, ông Hạ. Các người ông là Hà, ai vậy? Chúng tôi là ký giả. Có người nói các ông bán hàng giả, đem sừng trâu mà thành sừng tê giác để bán. Ông giải thích chuyện này như thế nào? Người ta có chứng có cớ tới trả hàng, nhưng mà các ông lại nói người ta tới lừa đảo, còn đuổi người ta đi nữa. Ông giải thích làm sao đây? Đâu cũng mà chuyện là sao vậy? Hạ chính đường chúng tôi sao có thể bán thuốc giả được? Thế Lượng, con không biết. Chú Tăng nói số sừng tê giác đó là thật mà. Ông không biết, ông là ông chủ mà sao lại không biết là thật hay giả được chứ? Hả? Cố tình lừa đảo có đúng không? Không phải, không phải đâu. Giả chết người đó, Không phải là lừa đảo. Mọi người hãy bình tĩnh lại đi. Hạ chính đường chúng tôi là hiệu thuốc trăm năm, nhất định không thể bán thuốc giả. Tôi nghĩ có thể là hiểu lầm thôi. Để chúng tôi về tiệm tìm hiểu ngọn ngành đầu đuôi, nếu có kết quả rồi thì sẽ công bố với tất cả mọi người. Mọi người làm ơn khoan hãy viết bài đã. Làm ơn đi. Cảm ơn. Ông chủ tìm tôi hả? Chú nói ông chủ Triệu đó lừa đảo chúng ta. Bây giờ người ta nói với nhà báo rằng hạ chính đường chúng ta bán thuốc giả kìa. Hả? Ông dám bôi nhọ chúng ta? Số sừng tê giác lần trước rõ ràng là mua hàng loại một mà, sao bây giờ lại có thể là hàng giả được chứ? Số sừng tê giác lần trước tôi thấy rõ ràng rất giống hàng loại một. Nếu anh nói đó là giả, vậy nghĩa là tay nghề người ta quá cao. Chú Tường à, chú có kinh nghiệm mấy chục năm rồi, còn không biết phân biệt hàng giả hàng thật sao? Mà chủ à, tôi chỉ nghiệm thu thôi. Nếu như tôi có con mắt biết nhìn hàng như vậy thì tôi đã làm đại trưởng quầy rồi. Vậy thì chú đừng có vừa mở miệng đã nói người ta là lừa đảo chứ. Tôi đang nói chuyện giúp cửa tiệm. Anh là ông chủ mà, mua hay không mua sừng tê giác đó là do anh quyết định. Bây giờ xảy ra chuyện thì đổ thừa tôi sao? Nếu như các người không thích thì đuổi việc tôi đi. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Anh là ông chủ, anh nói sao là vậy đi. Nếu như không có chuyện gì thì tôi vào làm việc đây. Vậy thì chú đi làm việc đi. Thế Lượng à, chuyện này nhất định phải giải quyết, thì cứ bồi thường trước đi. Được rồi, sẽ bồi thường. Miêu Thiên, ông chủ, qua đây. Đầu tư tới sáng nay đi. Sừng trâu giả, sừng tê giác. Chẳng lẽ hai tên lừa đảo đó gạt chúng ta không được, tới gạt hạ chính đường? Mai nhờ của anh đó Miêu Thiên, nếu không người hôm nay bị lên báo, bị nói như vậy chắc chắn là chúng ta rồi. Đúng như là anh nói gì đó anh Dân à,
bằng tốt Hà Thế Chương của anh vừa đi á, thì để lại bọn người đó giở trò hãm hại Hà Chính Đường rồi. Nhưng cũng không thể nào, đại trưởng quầy của Hà Chính Đường không thể nào không nhận ra Sừng Tê Giác đó là giả được. Thì bây giờ là người của mình đánh người của mình mà. Hà Chính Đường hết rồi, tướng quân đi khỏi như cây bị bứng gốc, chỉ còn mỗi Hạ Thế Lượng khù khờ quản lý hiệu thuốc đương nhiên bị lừa rồi. Ông chủ, ở ngoài có nhiều người lắm, bọn họ nó muốn trả hàng. Lại trả hàng gì nữa? Hàng gì cũng có, bọn họ nói sợ mua trúng thuốc giả, muốn đòi lại tiền. Anh ra ngoài nói với bọn họ đi, hàng đã mua rồi không có trả lại được đâu. Ông chủ, ở ngoài nhiều người đến lắm, bọn họ nói nếu không lấy được tiền sẽ không đi, chỉ sợ 1 truyền 10, 10 truyền 100. Anh trả đi, trả tiền đi. Lát nữa có người đưa điện thất tới, có cần để cho chú Tường nghiệm thu nữa không? Bây giờ bị ông ta làm ra như vậy rồi, còn kêu ổng làm cái gì nữa? Nhưng mà nếu chú Tường không nghiệm thu thì không có ai nhận hàng hết. Trong tiệm trước sau gì cũng cần có một đại trưởng quầy mới được. Vậy thì anh đi tìm một người về đây đi. Anh mau ra ngoài với một bản tuyển người về đây làm đi. Ông chủ, tuyển đại trưởng quầy không giống tuyển tạp vụ đâu. Những người đáng tin cậy, có năng lực làm việc thì các hiệu thuốc khác đã chọn hết rồi, không còn ai để ta tuyển nữa đâu. Vậy phải làm sao bây giờ chứ? Văn Qua, anh mua cho tôi tấm vé xe tốc hành tới Phật Sơn đi. Trả tiền đi. Xin mọi người bình tĩnh, mọi người yên tâm. Mọi người cứ đem hóa đơn rồi đem hàng đến đây, chúng tôi nhất định sẽ đền bù cho mọi người. Trả tiền đi. Mọi người bình tĩnh lại. Ông chủ, xin qua đây. Thế Lượng, bác hai, anh Thế Hào, con vừa mới tới Phân Hiệu Phật Sơn, mới biết là hai người ở đây ăn cơm. À, bác hẹn khách hàng tới đây bàn chuyện làm ăn mà. Thế Lượng à, sao tự nhiên con lại tới Phật Sơn vậy? Con đã bán một số sừng tê giác cho khách hàng quen biết, sau đó chuyện này bị đưa lên báo rồi. Bây giờ tất cả khách hàng đều đem hàng đến Hà Chính Đường đòi trả tiền đó. Sao lại như vậy được? Đúng đó, sao nghiêm trọng tới nỗi lên báo luôn vậy? Khách hàng quen nào? Đó là ông chủ Triệu. Ờ, hàng gì? Con của ông ta là tổng biên tập của tòa báo, không lên báo mới là lạ đó. Bác hai à, thật sự bác phải về tỉnh thành một chuyến rồi. Bây giờ trong tiệm không có bác, rối tung hết luôn đó. Không được đâu, bác phải làm quản lý Phân Hiệu Phận Sơn cho anh của con mà. Anh Thế Hào thì sao? Anh Thế Hào, anh cùng em về tỉnh thành có được không? Hả? Anh cũng muốn giúp em lắm, nhưng mà thật sự không đi được. Hôm nay còn nói là không đủ người, còn muốn kiếm thêm người ở tỉnh thành lên đây giúp việc nữa. Chà, xem ra lần này chúng ta phải tự lo rồi. Ừ. Vậy chuyện này giải quyết làm sao? Thế Lượng à, sau này còn có nhiều vấn đề phải chờ con giải quyết nữa. Hạ Chính Đường nhờ vào con hết đó. Không phải đâu bác hai à. Thôi được rồi, chuyến xe cuối cùng về tỉnh thành sắp sửa chạy rồi, mau trở về đi hả. Đi đi. Anh Thế Hào, thôi về đi. Thế Lượng à, em nghe bác hai nói đi. Em chạy tới đây như vậy, Hạ Chính Đường sao có thể thiếu em được chứ hả? Thôi về đi. Vậy em về đây. Ừ. Anh tiện em. Chú Tường nói không sai chút nào. Cái thằng khờ khạo này vừa mới bị chúng ta hù thôi thì đã bụng rủng tay chân rồi. Loại thư sinh yếu ớt như nó thì làm được cái gì chứ. Để nó phá hoại tiệm, càng thảm hại thì càng tốt. Thế Lượng. Mẹ. Về rồi hả? Đã ăn cơm chưa? Có cơm canh để cho con rồi, gọi người làm hâm lại nha. Hay là khỏi đi mẹ. Mẹ cũng nghe nói hôm nay có rất nhiều người tới tiệm để trả hàng. Con cứ xem như là một bài học đi, sau này cẩn thận một chút là được rồi. Mẹ à, con không có làm được đâu mà. Không làm được cũng phải làm. Mẹ à, con thật sự không muốn Hạ Chính Đường bị bại dưới tay của con đâu. Giữ gìn gia nghiệp này là trách nhiệm của con. Dù thế nào đi nữa, con cũng phải giữ lại bản hiệu của Hạ Chính Đường này. Con thật sự không hợp với cái nghề buôn bán này đâu mẹ.
Như vậy đi, mẹ vẫn còn liên lạc với một số trưởng bối đã từng giúp cha con, họ cũng giỏi lắm. Nếu như có chuyện gì á, mẹ có thể xin họ ra tay giúp đỡ con. Đợi 10 năm nữa Tư Hành lớn lên rồi, con hãy giao lại cho nó. Tới lúc đó con muốn làm cái gì mẹ sẽ không cản con nữa. Chú ba, về rồi hả? Chị hai, anh em Tư Hành đã ngủ chưa? Chưa kể xong chuyện thì đã ngủ rồi. Chị hai à. Chuyện gì vậy? Em nhớ anh hai từng nói có một người đã nợ ảnh một nhân tình. Nhưng người đó là ai em không biết, anh lại không có nói nữa. Bây giờ chỉ có người tài đó mới có thể giúp Hạ Chính Đường được thôi. Chờ đã chú ba, em nói rõ lại đi. Cái gì mà nợ nhân tình, gì mà người tài giỏi gì vậy? Là như vậy, anh hai từng nói chỉ cần anh lên tiếng thì người đó sẽ tới Hạ Chính Đường giúp đỡ. Chỉ cần người đó làm đại chương quầy, Hạ Chính Đường sẽ được cứu thôi. Chị hai à, rốt cuộc chị có biết người đó là ai không vậy? Chị thật sự không biết. Em biết đó, chuyện cửa tiệm Thế Chương ít nói với chị lắm. Bây giờ phải làm sao đây? Trong tiệm chỉ còn anh Vinh và Văn Hoa là trung thành thôi. Bác Hai và anh Thế Hào chỉ có muốn em chết thôi à. Chị hai, chị giúp em đi. Nếu chị không giúp em, em thật sự em sợ em không có làm được. Thế Lượng à, em đừng nói như vậy mà. Chị thật sự không biết đó là ai hết, nhưng chị có lòng tin với em, chị biết em làm được mà. Còn mấy tiếng nữa là trời sáng rồi, em đừng suy nghĩ gì nữa, về phòng nghỉ ngơi trước đi. Em không có tinh thần làm sao làm việc được. Chị hai à, chị cũng ngủ sớm đi. Sinh trôi hiên qua, sinh quang lời, lâu suy âm chỉ hạ, dùng sinh sinh nhất phai lời chế cô ca. Chẳng còn mùi hôi vã, lòng ấy vui bốn cả, sự đáp sang thiên thai, trời phú hâm pháo hoa. Lấy sớm dầu đòi ca, mấy kiến mùi tạm pha, chẳng nhất phục cụ phong, say sớm đế quá, sớm sớm mà, cánh phụ thai.